nào. Thì các thầy cô cũng thấy rằng là mình cũng vào những cái trang để Pixabay đó để mình tìm kiếm một cái audio phù hợp, hoặc là các thầy cô có thể là ghi âm có sẵn rồi này, thì mình sẽ vào bằng cái cách là vào một audio, sau đó các thầy cô cũng sẽ chọn là audio on my PC, nghĩa sẽ lấy những cái audio có sẵn ở trong máy và hoặc là cái audio các thầy cô sẽ ghi trực tiếp, tức là record audio, nghĩa là các thầy cô sẽ ghi âm trực tiếp tại cái phần PowerPoint này. Ví dụ thầy cô nhấn vào mục record thì nó sẽ hiển thị ra cái phần này và các thầy cô sẽ nhấn vào cái nút đỏ để bắt đầu ghi âm. Đó, bắt đầu. Đó, các thầy cô sẽ nhấn vào. Và mình bắt đầu nói thuyết trình. Sau khi nhấn nói thuyết trình xong thì các thầy cô nhấn vào cái hình vuông đỏ để dừng lại. Nhấn vào OK. Thì lúc này cái audio của mình được xuất hiện. Đấy, các thầy cô thấy cái audio xuất hiện. Và các thầy cô có thể nghe lại. Đây mình bắt đầu nói. Đấy thì sau khi các thầy cô nghe xong thì các thầy cô thấy rằng là khi mà mình thu âm trực tiếp bằng cái phần mềm mặt máy tính của mình này thì sẽ chưa được lọc âm thanh, những cái cô hình dung là cái âm thanh của mình nó sẽ từ trong máy thì nó sẽ liên quan đến cái tiếng động cơ vân vân đó, máy tính rồi là các cái ngoại cảnh xung quanh, những tiếng chó sủa hay là đấy vân vân, đấy thì nó sẽ có rất nhiều những cái âm thanh tạp ở trong khi mà mình thu âm trực tiếp như này. Nên là các thầy cô cũng cân nhắc trong cái việc là mình thu âm trực tiếp ở trên PowerPoint. Về phía sau ấy, thì các thầy cô khi học một cái phần mềm xử lý thì nó cũng sẽ có một cái bộ lọc âm thanh trong tích hợp trong đấy, thì cũng sẽ hướng dẫn giới thiệu với thầy cô sau. Nhưng dù có lọc thì nó không thể nào mà nó sẽ trong như là mình đã thu âm ở trong một cái phòng studio kín, nên là các thầy cô hoàn toàn có thể là chuẩn bị sẵn cho mình cái nội dung thu âm đi, sau đó là mình lên trên cái phòng ấy, mà bên cạnh cái việc quay thì các thầy cô cũng có thể ghi âm luôn để mình xác định là cái đến cái đoạn này, đến cái slide này mình sẽ chèn video này và mình sẽ cần phải thu âm một cái video, thu âm một cái audio này để mình sẽ lồng vào video, thì các thầy cô sẽ chuẩn bị sẵn cái kịch bản đi là đến cái phần đó mình sẽ phát video này và mình sẽ cần phải thu âm một cái đoạn audio này, thì các thầy cô có thể hoàn toàn có thể là viết luôn cái lời audio đó giống như cái slide vừa rồi ấy, khi em phát giới thiệu với PowerPoint ấy, là cũng cũng phải viết kịch bản trước đấy, sẵn một cái lời sau đó mình lên trên cái phòng thu âm là mình chỉ việc đọc thôi để làm thế nào cho nó khớp với sẵn với những cái mà nó sẽ trình chiếu ở trên trên cái video đó, nên sau đó là mình về mình lồng vào thôi. Khi mà các thầy cô nhấn vào cái file audio này thì cái chức năng lựa chọn đó thì nó cũng giống như là video thôi, cũng sẽ có một cái mục là audio format và playback để có thể định dạng lại cho cái phần audio này. Trong cái phần audio nha thì các thầy cô chủ yếu là liên quan đến cái mục playback này, cũng để xác định xem là khi mình bắt đầu á thì nó sẽ phát cùng với video hay là sẽ phát audio này khi mà mình click. Thông thường là mình sẽ lựa chọn luôn cái việc là auto cả, nó sẽ tự động phát khi mình phát video. Và cũng tương tự như vậy là có lặp lại hay không, tức là cái âm thanh đó có lặp lại hay không. Ví dụ như thầy cô muốn là chèn một cái âm thanh nhạc nền thôi chẳng hạn thì rõ ràng là nhạc là sẽ lặp lại, nhưng nếu mà một cái audio của một cái thí nghiệm chẳng hạn đó thì không cần lặp lại đúng không ạ, thì các thầy cô sẽ bỏ cái dấu tích đó đi. Phần tiếp theo là cắt audio. Đấy, trong một cái khoảng đầu tiên mình thấy là chưa thu chẳng hạn, nó vẫn còn cái tiếng ban đầu ấy, thì mình sẽ có thể là cắt video ở đoạn đầu đi hoặc là cắt video đoạn cuối đi, vâng. Thì các thầy cô sẽ sử dụng cái chức năng này. Đây là hai cái phần mà các thầy cô thường là sẽ phải chuẩn bị trước cái kịch bản, xem là mình sẽ chuẩn bị chèn video ở đâu, chèn âm thanh như thế nào, nói thì các thầy cô sẽ phải chuẩn bị trước. Rồi chúng ta sẽ chuyển sang tiếp cái phần tiếp theo, cái mục số 8. Nó sẽ liên quan đến cái việc là tạo các cái liên kết. Phần tạo liên kết này thì chắc là cũng các thầy cô khi mà tạo slide thì các thầy cô cũng hay hay sử dụng cái phần liên kết này. Chúng ta sẽ thực hành nhanh cái phần tạo liên kết thôi. Cũng ít khi các thầy cô làm cái phần liên kết này. Nhưng mà em cũng sẽ giới thiệu. Mình sẽ lấy slide ví dụ của mình ạ. Ở đây ví dụ khi giới thiệu về
các cái phần mềm trình chiếu chẳng hạn, tức là bên cạnh PowerPoint này thì mình sẽ có rất nhiều những cái phần mềm trình chiếu khác hiện tại đang sử dụng chẳng hạn. Thế thì muốn cho sinh viên xem được, biết được là bên cạnh phần mềm PowerPoint này thì mình có những cái phần mềm này muốn giới thiệu cho sinh viên chẳng hạn, thì các thầy cô muốn là liên kết đến một cái trang web mà nó liên quan đến các cái phần mềm này để giới thiệu cho sinh viên các cái phần mềm này chẳng hạn, thì mình sẽ làm thế nào để có thể nhấn vào cái nút này để có thể liên kết được đến một cái trang web đó. Ví dụ phần mềm Prezi này chẳng hạn, thì các thầy cô sẽ tìm đến cái trang web chẳng hạn Prezi. Ví dụ thì mình sẽ cho sinh viên xem được là giới thiệu về cái phần mềm Prezi này như thế nào, thì các thầy cô muốn tạo được liên kết đến thì các thầy cô sẽ thực hiện như sau. Sẽ nhấn chuột phải vào cái đối tượng mà mình muốn tạo một cái liên kết. Sau đó các thầy cô sẽ nhấn vào link. Trong cái phần link này sẽ có, thầy cô nhấn vào link thì nó xuất hiện ra cái hộp thoại. Trong trường hợp nữa, nếu mà các thầy cô muốn mà sử dụng trên trên menu chẳng hạn, thì cũng thầy cô cũng có thể vào insert trong cái nhóm link này, cũng sẽ có một cái mục là phần link đó, thì các thầy cô tùy, một là nhấn chuột phải chọn luôn vào link đấy. Hai là các thầy cô trên vào insert link. Trong cái phần link này nó sẽ có một số các cái lựa chọn. Thứ nhất là existing files or web page, có nghĩa là các thầy cô muốn liên kết để mở ra một cái file có sẵn ở trong máy tính của mình, hay là các thầy cô sẽ liên kết đến một cái trang web nào đó. Đó thì mình sẽ lựa chọn ở trong cái phần này. Thì nếu mà muốn lựa chọn liên kết đến một trang web thì các thầy cô sẽ gõ cái địa chỉ của trang web đó vào trong mục address. Đấy. Trong trường hợp muốn liên kết đến một file thì mình sẽ mở trực tiếp, mình lựa chọn cái file mà mình muốn liên kết ở trong máy tính. Phần tiếp theo là place in the document, có nghĩa là các thầy cô muốn liên kết đến một cái slide bất kỳ ở trong slide PowerPoint của mình. Đấy, thì các thầy cô sẽ nhấn vào đây thì sẽ hiển thị ra được một danh sách các cái slide, và muốn liên kết đến slide nào thì các thầy cô sẽ lựa chọn vào slide đó. Đấy, mình sẽ nhấn vào từng slide để mình biết được là mình muốn liên kết đến slide nào. Cứ tay có thể lướt để mình xem nha, là muốn liên kết đến slide nào. Thì ở đây vì em muốn là liên kết đến một cái, mở một trang web ra để cho sinh viên xem, thì mình sẽ nhấn vào existing file web page, sau đó mình sẽ copy cái đường link và các thầy cô sẽ paste nó vào. Copy đường link và paste, các thầy cô có thể thực hành luôn. Mở một cái đối tượng ra xong rồi nhấn. Rồi xong rồi nhấn OK. Rồi khi trình chiếu thì các thầy cô làm mình đưa vào trò chuột vào thì thấy là nó sẽ hiển thị ra hình bàn tay này, có nghĩa là mình đã liên kết đến được cái trang Crazy. Khi mà các thầy cô nhấn vào cái trang Crazy này, nó sẽ hiển thị ra cái link của trang web. Nó sẽ hiển thị mở ra trang web để giới thiệu cho sinh viên. Sinh viên có thể quan sát luôn được về cái phần mềm này. Đấy là cái cách mà thầy cô có thể tạo được liên kết. Nên là mình sẽ hoàn toàn có thể liên kết đến một cái slide khác, hay là liên kết đến một trang web, hay là mở một cái file mà đã tồn tại rồi. Đấy thì các thầy cô hoàn toàn có thể thực hiện cái chức năng link để liên kết. Phần tiếp theo, phần thứ 9 thì cái nội dung này là một nội dung tương đối là quan trọng, bởi vì là một cái bài trình chiếu ấy, có hấp dẫn hay không, có sinh động hay không thì nó cũng phụ thuộc nhiều vào cái phần là các thầy cô xử lý cái hiệu ứng như thế nào. Hiệu ứng cho một slide hay là hiệu ứng cho các đối tượng ở trên slide, thì các thầy cô phân biệt giữa hai phần. Một cái là hiệu ứng cho slide, có nghĩa là dùng transition, menu transition này là hiệu ứng cho các slide. Còn animation này là hiệu ứng cho các đối tượng ở trên slide.
Trên các đối tượng ở đây nó bao gồm có cả hình ảnh, có cả video, có cả textbook, tức là những cái gì từng cái phần mà xuất hiện ở trên slide này được gọi là một đối tượng ở trên slide. Và các thầy cô sẽ xử lý đối tượng, hiệu ứng cho đối tượng trên animation và hiệu ứng cho slide là trong một transition. Các thầy cô sẽ dở cái file thực hành nhé, các thầy cô dở cái file thực hành. Dở file thực hành phần 1.4 là xử lý hiệu ứng nhé. Thầy cô mở cái file đó. Thì chúng ta sẽ tiếp tục thực hành phần hiệu ứng. Các thầy cô đã mở được chưa ạ? Rồi các thầy cô sẽ cùng quan sát một cái phần nội dung sau, ví dụ như là một thầy cô mà giáo viên sinh, giáo viên mầm non cũng thế, ví dụ như là muốn là chỉ cho học sinh từng cái bộ phận vân vân, thế thì mình sẽ có cái chức năng kết hợp các hiệu ứng, ví dụ như là phần rễ này, chỉ cho học sinh về các cái đặc điểm phân loại của rễ xong thì mình sẽ mất cái hiệu ứng đó đi và sau đó chuyển sang bộ phận tiếp theo là thân. Đấy. Trình bày xong cái nội dung này mình đã chuyển sang cái phần nội dung tiếp theo lá vân vân đó, thì có nghĩa là lúc này các thầy cô sẽ phải sử dụng kết hợp các hiệu ứng, chuyển từ hiệu ứng nọ sang hiệu ứng kia, hiệu ứng này xuất hiện xong đó mất đi xong đó mới hiệu ứng khác xuất hiện, như vậy là đấy là cái việc kết hợp. Mà cuối cùng ở đây là mình sẽ làm thế nào để có thể có được cái việc là kết hợp từng cái hiệu ứng này. Đấy, thì các thầy cô sẽ nhấn Ctrl D nhé, các thầy cô nhấn Ctrl D để có thể hay còn Ctrl M cũng được, các thầy cô nhân bản một cái tạo ra một cái slide mới đi. Copy từng phần nội dung nhé, các thầy cô sẽ lấy một copy một cái cây, hình cái cây này sang, mình sẽ học cái việc là tạo hiệu ứng như thế nào. Bây giờ có một cái hình cái cây như này rồi, bây giờ mình sẽ làm thế nào để xuất hiện được từng cái giải thích của từng bộ phận này một. Thì đầu tiên là các thầy cô sẽ xác định nhé, mình sẽ tạo ra được một cái mũi tên đầu tiên đúng không ạ? Các thầy cô lưu ý này, mình sẽ tạo ra một cái mũi tên dùng insert này, shape tạo cái mũi tên đúng không ạ? Các thầy cô sẽ đưa từ cái phần này, giữ phím shift trong khi kéo để cái mũi tên được thẳng hàng như thế. Đấy, các thầy cô sẽ giữ phím shift trong khi kéo mũi tên, nó sẽ ra. Rồi, mình sẽ chuyển nó sang màu đen này, hoàn toàn có thể thay đổi được cái độ lớn trong của cái shape này, là trong width là độ lớn, các thầy cô có thể thay đổi cái kích thước của cái shape đấy. Rồi là các thầy cô cũng có thể là thay đổi cái chiều của mũi tên, cái dụ mũi tên ở đây đang như thế này thì các thầy cô hoàn toàn có thể thay đổi more này đấy, để xem là cái đầu mũi tên này đang nhỏ, các thầy cô muốn nó lớn lên thì các thầy cô sẽ thay đổi đấy. Hoàn toàn có thể thay đổi được cái định dạng trong cái shape mà mình đã vừa chèn. Sau khi được cái chức năng này xong thì các thầy cô sẽ chèn một cái text vào đây để giải thích đúng không ạ? Nên các thầy cô insert textbook này. Đấy, mình sẽ đưa cái nội dung vào đây. Ví dụ giải thích cái phần này là dễ. Ở trong cái phần này nhé thì các thầy cô nhấn Ctrl D để nhân bản nó lên này. Cứ Ctrl D là để nhân bản như thế nhé. Mình sẽ có cái phần đầu tiên là sẽ nói về đặc điểm này. Phần thứ hai, mình sẽ xem đặc điểm, rồi tác dụng và phân loại chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ đưa một vài cái thông tin vào đây để mình giải thích cho học sinh. Nào, bây giờ vấn đề là làm thế nào để mình có thể tạo ra được cái hiệu ứng xuất hiện đúng không ạ? Hiệu ứng xuất hiện thì chắc hẳn là các thầy cô đã biết rồi. Mình sẽ lựa chọn cái đối tượng mà mình muốn xuất hiện này vào trong một animation, và các thầy cô chọn một cái hiệu ứng bất kỳ. Ví dụ ở đây em sẽ thường hay lựa chọn những cái hiệu ứng, ví dụ như là hiệu ứng width này là cái hiệu ứng mà nó sẽ thay đổi. Sau đó là các thầy cô lựa chọn hiệu ứng width này, mình sẽ có một là effect option, có nghĩa là cái chiều đó, cái chiều của cái hiệu ứng này nó xuất hiện đang là từ dưới lên thì mình hoàn toàn có thể thay đổi cái chiều của cái hiệu ứng này xuất hiện từ dưới lên, từ trái sang phải, từ phải sang, hay là từ trên xuống dưới. Thì hiện tại đây mình đang muốn là cái rễ đó nó từ bên
phải sang bên trái, nên là mình sẽ chọn là from right. Sau đó là đến cái hiệu ứng dễ này xuất hiện, đúng không ạ? Thì các thầy cô mình sẽ lựa chọn chữ flash in. Thì tất cả cái hiệu ứng chữ ấy, thì em thường là lựa chọn cùng một hiệu ứng thôi, chứ mình không quá nhiều hiệu ứng. Ví dụ như tất cả các cái chữ này em đều lựa chọn là flash in cả, mình ví dụ thế. Đấy, dễ là flash in này. Đấy, cái sau đó là mình sẽ có cái phần thay đổi cái hiệu ứng này nhé. Ví dụ các thầy cô sẽ có một số các cái thay đổi khác nữa, ví dụ như là thầy cô sẽ nhìn sang phía cùng bên timing, thầy cô sẽ để ý là mục start on click, có nghĩa là cái hiệu ứng này nó chỉ xuất hiện khi mà mình click chuột đấy, hay là cái hiệu ứng này nó xuất hiện with previous, có nghĩa là cùng với hiệu ứng trước đó, và after previous có nghĩa là xuất hiện sau cái hiệu ứng trước. Ở đây nó đang có cái hiệu ứng đầu tiên là hiệu ứng cái hình mũi tên. Thế thì nếu như bây giờ các thầy cô muốn là mũi tên xong thì mới xuất hiện cái hiệu ứng của cái từ dễ này, thì các thầy cô sẽ chọn cái chức năng là after previous đấy. Tiếp theo, đặc điểm cũng sẽ xuất hiện này, các thầy cô sẽ lựa chọn nếu như mà cái đặc điểm này các thầy cô muốn là sử dụng lại cái hiệu ứng này, thì các thầy cô sẽ nhấn nhé, animation painter. Animation painter có nghĩa là nó sẽ sao chép hiệu ứng này. Animation painter là sao chép hiệu ứng này. Xong thầy cô paste luôn vào cái phần này, có nghĩa là tất cả những cái hiệu ứng mà thầy cô đã tạo trước đấy bây giờ sẽ paste luôn vào hiệu ứng này, mình sẽ không cần phải cài đặt lại nữa. Đó, bây giờ các thầy cô sẽ cùng xem. Đấy, mũi tên xong đến dễ xuất hiện và đến đặc điểm tác dụng còn lại xác định lại xuất hiện sau đó nữa, mà các thầy cô đấy là cái này nó hoàn toàn tự động, mà các thầy cô không cần phải phải bấm đó, nó chỉ xuất hiện liền sau hiệu ứng trước đó thôi. Thế còn nếu các thầy cô không muốn nó tự động mà các thầy cô muốn là mình cứ phải click nó mới xuất hiện, thì các thầy cô sẽ lại chọn sang on click, đã, chuyển nó sang chế độ on click. Thì đấy là tùy cái cách mà mình muốn là cái hiệu ứng nó sẽ đến nhà. Thì ở đây sẽ thấy xuất hiện thứ tự là 1, 2, 3. Cái mục Animation Pane này này là cái phần là để quản lý các cái hiệu ứng. Nếu như trong cái trường hợp mà các thầy cô muốn là hiệu ứng nào xuất hiện trước, hiệu ứng nào xuất hiện xong, thì các thầy cô hoàn toàn có thể kéo, nhấn giữ để kéo cái hiệu ứng đó. Nhấn giữ để kéo, để sắp xếp lại thứ tự hiệu ứng. Thì cái thứ tự hiệu ứng thì các thầy cô có thể nhìn ở trong cái này nó có số này, số 1, 2, 3. Thì các thầy cô biết được là cái thứ tự hiệu ứng nó đang xuất hiện như vậy. Đấy, thì trong cái trường hợp mà các thầy cô muốn còn thay đổi thêm nữa cho cái hiệu ứng này, thì các thầy cô có thể là nhấn chuột phải vào cái hiệu ứng, sau đó chọn vào Effect Option. Đấy, Effect Option để mình thêm được những cái chức năng khác nữa cho hiệu ứng. Ở đây trong cái mục Effect này sẽ có cái phần là sound. Sound có nghĩa là khi cái hiệu ứng đó xuất hiện thì nó có âm thanh hay không có âm thanh. Đấy, ở đây là no sound, có nghĩa là không có âm thanh. Có thể cô có thể nghe trước những âm thanh này, xem là âm thanh nào phù hợp mình thích hay không thích thì mình có thể lựa chọn. Đấy. Tiếp theo là cái mục là after animation. Ở đây thì mình đang chọn là cái on click rồi. Tiếp theo là animate text này, có nghĩa là nó sẽ xuất hiện như thế nào á. Hiện tại ở đây là xuất hiện toàn bộ cả cái đoạn đó. Ở đây tiếp theo cái chức năng tiếp theo là by word, tức là xuất hiện từng từ một. By letter nghĩa là xuất hiện từng cái chữ một, đấy, từng cái ký tự một. Thì tùy trong cái trường hợp mà mình muốn là nó giống như kiểu đánh máy từng chữ đó, thì các thầy cô sẽ chọn là by letter. Đấy, tức là mình muốn là cái hiệu ứng đó nó xuất hiện như thế nào thì các thầy cô sẽ tiếp tục lựa chọn đây. Phần timing này là cho phép cài đặt thời gian, thì nó sẽ giới thiệu ở bên ngoài này rồi cũng có như vậy, nhưng ở trong này các thầy cô cũng hoàn toàn có thể điều chỉnh. Start on click có nghĩa là xuất hiện khi mà mình click chuột. Mục mà delay này có nghĩa là sau một cái khoảng thời gian là bao nhiêu lâu thì hiệu ứng đó nó mới xuất hiện, tức là nó delay, nó độ trễ đấy, sau một cái khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì cái hiệu ứng đó nó mới xuất hiện, thì các thầy cô sẽ lựa chọn trong cái phần delay này. Phần duration có nghĩa là cái khoảng thời gian mà hiệu ứng nó xuất hiện, khoảng thời gian hiệu ứng xuất hiện. Ví dụ thầy cô muốn là hiệu ứng xuất hiện nhanh thì các thầy cô sẽ lựa chọn cái chức năng là fast, nhanh hơn nữa thì là very fast, chậm đó, thì medium hay slow hay very slow vân vân, thì tất cả những cái này từ nhanh đến chậm, cái hiệu ứng đó nó xuất hiện như thế nào thì các thầy cô sẽ lựa chọn ở đây. Tiếp theo là hiệu ứng đó nó có lặp lại hay không, đó là mục repeat, ở đây đang là none có nghĩa là không lặp lại, còn nếu mà mình muốn lặp lại thì sẽ là lặp lại 2 lần, 3 lần, 4 lần vân vân, hay là lặp lại cho đến khi mà mình
click sang cái phần tiếp theo hay là lặp lại cho đến khi kết thúc slide. Đấy, thì đây là hai cái phần mà các thầy cô có thể liên quan để lựa chọn xem cái có lặp lại hay không. Text animation thì sẽ liên quan đến việc là group text, tức là trong một cái nhóm group, trong một cái nhóm cái đoạn này, ví dụ như là đặc điểm tác dụng phân loại, nó có ba đoạn như thế này, thì hiện tại ba cái đoạn này xuất hiện cùng một lúc đúng không ạ? Thế bây giờ các thầy cô muốn là từng đoạn xét xuất hiện một chứ không phải là cả ba cái đoạn này xuất hiện cùng một lúc, thì các thầy cô có thể là lựa chọn hiệu ứng thì lựa chọn một lần nhé, nhưng mà trong cái mục group text ấy, thì các thầy cô sẽ thay đổi nó là ba chẳng hạn. Đấy, ba đoạn, mỗi đoạn thay đổi một lần, các thầy cô sẽ chọn vào đây. Đấy, chọn vào đây. Nhấn vào OK. Đấy. Thì các thầy cô thấy không ạ? Từng cái đoạn này xuất hiện một chứ không phải là cả ba cái này, nó sẽ chuyển thành 3 4 5 chứ nó không phải là còn mỗi ba nữa. Thì đây là cái cách mà mình sẽ cài đặt thêm các cái chức năng nữa cho hiệu ứng trong mục là Effect Option. Rồi đây là liên quan đến hiệu ứng, thì hầu như là những cái hiệu ứng này thì các thầy cô đã thường xuyên sử dụng cho để xác định cái hiệu ứng cho slide bài giảng của mình rồi. Nên tuy nhiên ở đây nó liên quan đến cái việc là kết hợp hiệu ứng. Như vậy là cái hiệu ứng này của mình đã xuất hiện rồi, vậy làm thế nào để mất đi? Đấy, làm thế nào để mất đi? Các thầy cô đã bao giờ làm hiệu ứng xuất hiện và mất đi chưa ạ? Chưa Nên rồi. nếu như bây giờ em muốn là cái hiệu ứng đó xuất hiện xong thì mình sẽ copy nhé, mình sẽ đến chuyển sang đến phần trình bày về thân, thì các thầy cô sẽ copy cái nội dung về thân này, paste vào đây. Em sẽ bỏ nhé, mình sẽ bỏ cái hiệu ứng về thân này đã. Này, mình sẽ có những hiệu ứng này sau khi mình đã xuất hiện được xong cái hiệu ứng về rễ. Bây giờ mình muốn là nó mất cái hiệu ứng này đi thì mới xuất hiện đến cái hiệu ứng về thân. Cả thân cây đấy, thì để mất đi này, nếu như các thầy cô chọn là trong cái bảng hiệu ứng thì các thầy cô sẽ nhìn thấy nó có bốn cái loại màu khác nhau. Entry này là màu xanh, có nghĩa là hiệu ứng xuất hiện cho đối tượng. Cái mục emphasis này cũng là hiệu ứng xuất hiện, nhưng mà nó xuất hiện ấy, nó sẽ kèm theo một số những cái biến đổi thay đổi cho cái đối tượng đó, ví dụ như là nó sẽ xoay này, nó sẽ thay đổi màu sắc cho cái đối tượng đó này, khi là rồi là gạch chân này, rồi là đấy cái underline này, cái chân này, rồi là from color, tức là màu sắc của cái đối tượng đó nó được thay đổi đi này. Đấy, tức là cái emphasis này là nó vừa vừa xuất hiện nhưng nó sẽ có những cái sự biến đổi cho đối tượng. Phần màu đỏ này là exit, có nghĩa là cái hiệu ứng đó nó sẽ mất đi. Đấy. Và cái mục motion path này là cái hiệu ứng mà nó sẽ di chuyển theo một cái đường dọc này, di chuyển theo các cái đường, hoặc là di chuyển theo một cái custom path, này là cái hiệu ứng xuất hiện theo một cái đường mà do người sử dụng tự vẽ lên, mình vẽ theo cái đường như nào thì đối tượng đó sẽ xuất hiện theo cái đường như thế. Thì ở đây mình đang có một cái phần mình đã sử dụng, hầu hết các sử dụng thầy cô đều đang sử dụng cái phần màu xanh này, tức là cái phần entry màu xanh hiệu ứng xuất hiện. Nhưng mà nếu mà mình muốn là nó mất đi thì các thầy cô lại lựa chọn cái chế độ ở màu đỏ này, các thầy cô chọn này. Đó. Thì các thầy cô thấy không ạ? Là đấy, rồi mình nhìn thấy luôn là cái hiệu ứng màu xanh ban đầu mình vừa cài đặt đó, nó bị mất đi đúng không ạ? Nó sẽ thay thế luôn. Vừa rồi mình đang chọn cái màu xanh. Nên sau khi mà mình đã nhấn cái chế độ đó nhưng mình lại lựa chọn cái chế độ màu đỏ, thì các thầy cô thấy là nó sẽ thay thế luôn cái cũ. Thế như vậy nó sẽ không có cái xuất hiện mà nó lại tự dưng có cái mất đi, thì nó lại không hợp lý đúng không ạ? Do đó các thầy cô lưu ý là muốn một hiệu ứng, thêm một hiệu ứng khác nữa cho một đối tượng thì các thầy cô không phải là nhấn đối tượng này để mình chọn lại ở đây, mà các thầy cô phải nhấn vào Add Animation. Add Animation nghĩa là mình sẽ thêm cái hiệu ứng cho đối tượng. Đấy. Như vậy các thầy cô sẽ khi mà nhấn vào Add Animation, các thầy cô chọn một cái đối tượng là một cái hiệu ứng là acid body, thì lúc này các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện thêm một cái hiệu ứng số 6 này. Đấy, là sau khi xuất hiện xong, sau khi hiện xong thì phải nó mới mất đi. Tiếp theo các thầy cô chọn cái hiệu ứng mất đi nhé, thực hành cái hiệu ứng mất đi cho cái từ rễ này, add animation này, chuyển sang. Đấy. Thông thường mất đi thì mình cứ chọn cái chế độ paste này cho nó nhẹ nhàng, tức là nó sẽ mờ dần đi thôi. Đấy, tất cả cùng một hiệu ứng. Đấy, thì các thầy cô sẽ có thể là như em vừa nói, nhấn luôn vào Animation Painter này. Đấy, sau đó mình chọn cái chế độ đó cũng được. Mà ở đây mình đang là Add Animation nên các thầy cô sẽ lựa chọn luôn Add Animation. Chọn chế độ Paste.
Đấy, nó sẽ tự nó mất đi. Sau khi mất đi rồi á, thì cái hiệu ứng này mới xuất hiện đúng không ạ? Thì hiệu ứng này xuất hiện thì các thầy cô cũng không cần phải lựa chọn lại nữa nhé. Các thầy cô cứ lấy luôn những cái mà đã có sẵn này rồi này. Đấy, thì mình sẽ sử dụng cái chức năng Elimination Painter này cho tất cả. Thì mình đỡ mất công phải làm lại đúng không ạ? Đấy, chức năng Elimination Painter này. Đấy, chọn này. Nhấn Elimination Painter paste vào cái mũi tên này. Đấy, thì các thầy cô thấy rằng là nó sẽ xuất hiện tự động cả hai cái hiệu ứng này rồi đúng không? Thế nhưng mà các thầy cô sẽ để ý nhé, mình sẽ chỉ có điều chỉnh một chút thôi. Ví dụ là cái con trỏ, cái hiệu ứng mà xuất hiện của cái mũi tên này này, vừa rồi mình sẽ cho nó là từ bên phải sang đúng không? Nhưng bây giờ rõ ràng cái mũi tên của mình lại trỏ từ bên trái sang, thì mình sẽ thay đổi trong một effect option này, mình sẽ chuyển sang là from left, có nghĩa là nó sẽ chuyển từ bên ra sang. Nào, tiếp theo là chế độ thân với rễ này thì mình cũng tương tự như vậy, các thầy cô sẽ animation paste vào animation ở cái phần này. Đấy, paste vào đây. Mình sẽ không cần phải thực hiện lại các hiệu ứng nữa. À, tuy nhiên các thầy cô cũng vẫn phải điều chỉnh, có nghĩa là mình sẽ kéo mất đi nó phải là ở dưới cùng cơ, nên là các thầy cô sẽ kéo hết cái phần đỏ này xuống dưới. Đấy, xanh xuất hiện trước, sau đó mới đến đỏ. Rồi và bây giờ mình sẽ test thử. Chức năng đầu tiên là rễ này, chúng ta sẽ học về đặc điểm, tác dụng của rễ và phân loại. Sau khi mình làm xong này, mình sẽ làm nó sẽ mất đi này. Các thầy cô sẽ sau khi mất đi xong, mình sẽ chuyển sang tiếp cái phần nội dung tiếp theo là trình bày về thân này, đặc điểm, tác dụng này. Và đấy. Thế tuy nhiên các thầy cô sẽ vừa rồi khi mình trình chiếu ấy, mình có thấy một cái phần nó là gì ạ? Khi mất đi ạ, thì mình muốn mất đi đồng loạt, các thầy cô thấy không? Mình mất đi điều đồng loạt cơ. Chứ bây giờ mất đi mà lại mất đi cứ từng cái một thế này thì không thích đúng không? Nó vừa mất thời gian, dễ xuất hiện này. Xong rồi mình trình bày từng đặc điểm này. Xong bây giờ mất đi mà lại mất đi từng cái thế này thì mất thời gian lắm, đúng không ạ? Các thầy cô muốn là mất đi đồng loạt. Thế thì để mất đi được đồng loạt ba cái chế độ này cùng một lúc thì mình sẽ sử dụng cái chức năng là sử dụng thay cái chức năng này là start này, thay vì cái việc on click có nghĩa là nó sẽ mất đi khi mà mình click chuột, thì các thầy cô cho luôn là with previous, có nghĩa là nó sẽ mất cùng với đối tượng trước đó, mất luôn cùng với đối tượng trước đó, nên mình sẽ sử dụng là with previous đó, thì cả cái này nữa là with previous thì nó sẽ mất đi đồng thời ba cái đối tượng này cùng một lúc đó. Thì tương tự nhé, các thầy cô sẽ chọn cùng một lúc hai cái đối tượng này, chọn này with previous đó. Thì như vậy là cả hai cái đối tượng này nó sẽ mất đi cùng một lúc. Mình sẽ test lại hiệu ứng xuất hiện này, giới thiệu từng mục mất đi cùng một lúc này, sau đó đến hiệu ứng tiếp theo. Thì đây là cái cách mà các thầy cô sẽ kết hợp hiệu ứng để cái bài trình chiếu của mình trở nên hấp dẫn và sinh động hơn. Mình sẽ có thể là cho học sinh tập trung vào từng phần chứ không phải là mình sẽ đưa tất cả cái nội dung lên trên cùng một slide. Khi mình soạn ấy, thì mình sẽ đưa tất cả lên cùng trên slide như này, nhưng mà mình sẽ sử dụng các hiệu ứng để cho từng cái phần đó xuất hiện ra lần lượt, để cho học sinh có thể tập trung vào từng cái nội dung chứ chứ không phải là nhìn mà không biết là sẽ khó có thể tập trung vào một đối tượng cụ thể mà các thầy cô đang giảng, đúng không ạ? Nó cũng có một cái ưu điểm nữa, đấy là khi mà các thầy cô thể hiện từng cái phần này ấy, thì nó sẽ có một cái gọi là có nhiều cái đất trống để các thầy cô viết nội dung hơn, đúng không? Tức là một cái phần này này, các thầy cô có thể tách ra, đúng không? Đấy, các thầy cô có thể tách nó ra nhé. Tại làm sao mà cái bài đầu tiên mà thầy Hà giới thiệu ấy, thì thầy cũng có một cái lưu ý là các thầy cô nên tách nhỏ slide. Tách nhỏ slide có nghĩa là thế nào? Tách nhỏ slide có nghĩa là với mỗi slide này các thầy cô chỉ trình bày một phần thôi. Này, với mỗi slide này các thầy cô chỉ trình bày một phần thôi. Sau đó các thầy cô sẽ nốt vào đây, nốt tất cả các cái thông tin về liên quan đến cái phần rễ mà các thầy cô muốn trình bày vào đây. Sang phần này thì các thầy cô, bởi vì cái phần rễ này nó sẽ mất đi và cái phần thân nó xuất hiện đúng không ạ? Thì các thầy cô sẽ trình bày cái nội dung về 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 thân ở đây. Đấy. Rồi, các thầy cô sẽ đưa cái nội dung vào cái phần nốt này. Thế thì khi trình bày thì trên cái màn hình Q nhé,
lời cho các thầy cô á, sẽ có một cái phần liên quan đến là các thầy cô có thể nhìn thấy được cái slide trình chiếu này của mình ở một bên và có thể nhìn thấy được cái phần nốt của mình ở một bên. Nhưng nếu như các thầy cô để nguyên cả một cái slide nó quá nhiều nội dung như này và các thầy cô paste hết xuống dưới này, thế thì khi mà trình chiếu á thì nó sẽ bình thường là các thầy cô sẽ phải kéo 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 xuống dưới, nó quá nhiều, kéo 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 xuống dưới mới đọc được nội dung. Đấy, nhưng mà mình đang giảng thì mình sẽ lại không thể sử dụng chuột để mình kéo cái nội dung để đọc cái phần nốt này được. Đấy, thế nên là nếu như mà trong cái phần nốt này này nó quá nhiều nội dung thì sẽ không đọc được. Đó, mình chia nhỏ nội dung với mục đích là cái phần nốt này mình chỉ trình bày một cái phần nhỏ của nó thôi, thì cái nội dung của nó ít và các thầy cô hoàn toàn có thể đọc được nó ở trên màn hình Q được. Đấy, thì đấy là các thầy cô lưu ý là mình khi mình thiết kế slide lên tách nhỏ slide ra, thế tức là mỗi slide này mình trình bày một cái phần thôi, một cái ý nhỏ thôi. Mặc dù mình thiết kế thành thiết kế tổng hợp nhưng mà khi mà mình làm thì mình tách nhỏ. Các thầy cô đã thực hiện được cái phần là kết hợp hiệu ứng chưa ạ? Nếu mà nhanh quá thì các thầy cô cũng trao đổi nhé, để em có thể giảm được cái tốc độ vừa trình bày của mình lại để các thầy cô theo nó kịp hơn. Người nhất thì nếu mà thầy cô nào mà chưa kịp thực hành ấy, thì các thầy cô cũng xem ở trên slide này và chúng ta sẽ học các cái phần các cái hiệu ứng đã có sẵn này. Các thầy cô mở cái mục Animation Pane ra để các thầy cô quản lý các hiệu ứng, mình biết được là đây là hiệu ứng xuất hiện này. Và đây là hiệu ứng mất đi này. Tại làm sao mà hiệu ứng này nó lại liền được trước cái hiệu ứng trước đó, tức là ba cái đối tượng này cùng mất đi một lúc này. Đấy, thì có thể cùng nhìn vào đây để cô biết được là sẽ quản lý cái hiệu ứng như thế nào. Rồi một cái phần hiệu ứng khác đấy là hiệu ứng nâng cao này, là cái hiệu ứng morph, và cái này thì nó đã chỉ liên quan đến là với những thầy cô mà đang cài cái bộ của Office 2019 hoặc là cái Office 365 thì nó sẽ có cái chức năng hiệu ứng morph này. Thì tất cả thực ra đây là cái phần giới thiệu nâng cao thôi, để không bắt buộc các thầy cô phải áp dụng hiệu ứng này. Thì thông thường bây giờ với cái việc mà thiết kế hiện đại chuyên nghiệp cho các cái trình chiếu thì người ta sẽ hầu hết là đều sử dụng cái hiệu ứng morph này cả. Thế nên là em cũng muốn là tranh thủ trong một cái dịp để có thể tập huấn cho các thầy cô, thì các thầy cô cũng có thể biết thêm được một cái hiệu ứng cũng khá là mới cho cái nội dung thuyết trình trình chiếu của mình. Đây là hiệu ứng morph, các thầy cô có thể quan sát như sau. Các thầy cô thấy nhìn thấy là ở đây đang có một cái hình ảnh toàn thành phố này, thì khi mà đấy, hiệu ứng morph sẽ cho các thầy cô sẽ nhìn thấy là cái hiệu ứng chuyển cảnh nó rất là mượt mà, đúng không ạ? Đấy, sẽ đưa ra. À, giới thiệu cho thầy cô là cái city tour này, cái nội dung thông tin là cái gì diễn ra, nó đang full 60% rồi, sẽ được bay vào ngày nào, rồi với tiền là bao nhiêu. Đấy, tức là cái này nó rất là đơn giản giới thiệu đấy. Thì đây là một cái cách mà mình có thể kết hợp cho cái hiệu ứng morph. Đây là hiệu ứng morph. Thì các thầy cô sẽ nhìn cái cách mà người ta làm cái hiệu ứng morph như sau này. Ban đầu người ta sẽ tạo ra, vẫn chèn một cái hình ảnh. Thì các cái đối tượng nhé, các thầy cô vẫn tạo một cái slide số 2 này là hiệu ứng bình thường này. Slide số 2 này là một cái slide mà đầu tiên là mình vẫn chèn một cái hình ảnh, các thầy cô nhìn này, vẫn chèn một cái hình ảnh. Đấy. Sau đó là đây là chèn một cái shape thôi, đúng không? Chèn một cái shape. Các thầy cô đưa một cái shape vào, chèn các cái tiêu đề này. Đấy, các thầy cô sẽ để lại nhé. Chèn một cái shape, chèn các cái tiêu đề vào đây. Nhé. Đây là các thầy cô có thể là chèn các cái icon vào. Icon thay cho cái việc là lời nói đấy. Tức là đây là máy bay sẽ bay vào ngày nào, rồi là giá tiền là bao nhiêu. Đấy, thì người ta sẽ chỉ sử dụng các cái icon để thay thế thôi. Thì cái thông tin ở đây là khá đầy đủ ở trên slide này rồi. Thì để thiết kế xong thì các thầy cô sẽ tạo một cái slide trước đó. Mình sẽ copy tất cả, chuyển các cái đối tượng rời ra phía bên ngoài. Thế thì khi mình làm cái hiệu ứng morph trong Trans System này, các thầy cô chỉ cần lựa chọn hiệu ứng morph thì nó sẽ tự động, nó sẽ thay đổi những cái đối tượng này, nó sẽ được bay vào, nó tự động nó thay đổi đấy. Để hiểu được cái nguyên lý, để hiểu được nguyên lý của hiệu ứng morph thì các thầy cô sẽ chuyển sang slide số 8 để các thầy cô sẽ tìm hiểu về cái nguyên lý của nó. Ở đây em đang chèn ba cái hình, một cái là hình tròn, một cái là hình vuông và một cái là hình tam giác. Chèn ba đối tượng. Sau đó các thầy cô sẽ nhân bản cái slide đó lên.
Đã, nhân bản slide đó lên. Các thầy cô sẽ chỉ cần thay đổi cái kích thước này, hình vuông kích thước lớn lên, thay đổi màu sắc này, đấy, hình tam giác màu sắc thay đổi này, hình tròn này, một kích thước thay đổi này. Tương tự như vậy, các thầy cô nhân bản lên ở sang cái slide số 10 cũng vậy, mình sẽ thay đổi đấy, kích thước. Thì cái hiệu ứng morph transition này, ba cái slide này các thầy cô chỉ cần lựa chọn hiệu ứng morph, thì khi thay đổi các thầy cô sẽ nhìn thấy là một cái đối tượng nó sẽ được thay đổi như thế nào khi mình ứng mod chuyển sang ứng mod. Tất cả những cái đối tượng nó sẽ tự động, nó sẽ thay đổi chuyển cảnh. Đấy. Mà mình sẽ không cần phải tạo một cái bất kỳ một cái hiệu ứng khác xung quanh nữa, từng cái đối tượng nữa, mà cái đối tượng mình cứ thay đổi đối tượng thôi, thì khi mình chuyển slide thì đối tượng đó nó sẽ tự động thay đổi. Thì đây là cái nguyên lý của hiệu ứng. Nguyên lý là mình khi mình thay đổi một cái đối tượng này, từ một đối tượng này sang thành một cái đối tượng khác, hay sang một cái vị trí khác, sang một cái kích thước khác vân vân, thì nó đều thay đổi theo, tức là cứ slide này chuyển sang slide khác thì cái hiệu ứng đó nó sẽ tự động thay đổi theo. Thì căn cứ vào đó, thì ở đây trên cái slide mà mình muốn trình chiếu chẳng hạn đấy, thì các thầy cô sẽ để ý nhé. Em cũng chèn một cái bức tranh này, trên đó thì mình cũng chèn các cái shape vào đây thôi, đơn giản là mình chèn các cái shape và các cái icon. Trên các cái shape này mình có thể chèn các cái chữ nội dung vân vân rồi, thì để đây là chỉ thiết kế trang thôi nhé. Các thầy cô để ý này, trên trang 11 này thì mình sẽ để các cái đối tượng là hình ảnh này, các cái shape và các cái icon. Thì sang số 12 vẫn với cái shape đó, nhưng mình sẽ đặt ở các vị trí khác nhau, thay đổi các vị trí khác nhau. Đấy, mình chỉ đặt ở các vị trí khác nhau, một chỗ này là chỗ mình trình bày chẳng hạn. Đấy, thay đổi các ảnh này, thay đổi vị trí các cái icon, thay đổi vị trí các cái shape này. Các thầy cô để ý là khi mình chọn ngay hiệu ứng mod nhé, thì các thầy cô chỉ cần thay đổi, chỉ cần print nó lên, thì các thầy cô sẽ thấy là cái hiệu ứng đó nó sẽ tương ứng thay đổi theo. Nên tất cả mình đều chỉ thay đổi vị trí của các cái shape thôi, đấy, chỉ thay đổi vị trí các cái shape và các cái icon. Đấy, các thầy cô sẽ cùng quan sát. Chuyển sang hiệu ứng tiếp theo này. Tất cả đều tự động chuyển đổi một cách rất là mượt mà giữa các hiệu ứng đúng không ạ? Ví dụ ở đây là đang một cái slide mà em cũng đang làm. Ví dụ như là mình sẽ có ba cái, bốn cái, năm cái nốt cho học sinh lưu ý cho học sinh chẳng hạn, thì cũng không để nhàm chán, thì cũng sử dụng cái chức năng mode đấy, chỉ là thay đổi các cái shape đấy, chèn năm cái shape với khác nhau đấy, bên dưới là các hình ảnh rồi, năm hình ảnh rồi đấy, bên trên là năm cái shape, thì mình chỉ cần thay đổi cái đấy. Thì khi mà mình chuyển từ cái slide nọ sang slide kia thì các cái shape này nó sẽ tự động nó di chuyển, thì mình sẽ thấy rằng là nó sẽ chuyển cảnh giữa các cái shape nó rất là mượt mà. Các cái shape màu sắc thay đổi, màu xanh này, mình chuyển sang màu tiếp theo của cái nốt thứ hai này, chuyển sang nốt thứ ba này. Đấy. Tức là mình chỉ cần thay đổi cái màu sắc của cái shape này thôi, thay đổi cái màu sắc của cái shape đấy, tương ứng với năm slide, năm cái nốt này. Thì khi mình chuyển hiệu ứng mod và nó sẽ tự động nó nhận diện ra là đối tượng này được thay đổi như thế nào, sang đối tượng khác như thế nào, đấy là tự động nó sẽ thay đổi. Đấy, các thầy cô sẽ tùy. Thì, nếu như các thầy cô trong máy đã có cái hiệu ứng này cài đặt và sử dụng được cái ứng mod này rồi, mà đã thì các thầy cô có thể là linh động sử dụng cái hiệu ứng mod cho các cái bài trình chiếu của mình. Các thầy cô ở đây đã, nhiều thầy cô đã cài đặt được cái Office 19 và hay là 365 chưa ạ? Mình chưa cài được đâu. Nên là toàn xem này. Nếu mà các thầy cô chưa cài đặt được thì các thầy cô cũng có thể là quan sát, mình cũng sẽ học hỏi thêm, xong rồi là đến một cái gì đó đấy mình muốn nâng cấp cái phiên bản lên để mình sử dụng, thì các thầy cô cũng có thể quay trở lại để xem lại những cái chức năng này. Một cái hiệu ứng khác nữa cũng hay được sử dụng, đấy là mà trong cái phiên bản 16
M19 và 365 cũng hay sử dụng, đấy là cái hiệu ứng zoom. Các thầy cô cũng nhớ lại ở trong cái bài sóng mà em giới thiệu ngày hôm qua ấy. Ở đây cũng sẽ có liên quan đến phần zoom, liên quan đến zoom của từng phần một. Các thầy cô nhìn thấy ở đây nó sẽ có hai phần, đọc và tiếp xúc văn bản thì sẽ có hai phần, một phần là tác giả và một phần là tác phẩm. Thế thì với mỗi một cái phần này thì cái slide nó sẽ hiển thị lên trên cùng một cái phần này để cho học sinh nhìn thấy được tổng quan. Tức là trong cái phần đọc và tiếp xúc văn bản thì các em sẽ cần phải nhớ hai nội dung chính, thứ nhất là về tác giả và thứ hai là về tác phẩm. Thế thì mình sẽ cho học sinh nhìn thấy tổng quan cái cách trình bày, để sau đó là các thầy cô sẽ zoom đến từng phần. Đó, ví dụ như là mình sẽ nói đến tác giả đấy. Nên là liên quan đến phần là mình sẽ trình bày cho học sinh về tác giả, thì trong tác giả sẽ có đến nói đến thông tin cụ thể. Sau đó là sẽ chuyển sang cái phần là tác phẩm, thì trong tác phẩm cũng sẽ có ba cái mục nhỏ liên quan đến hoàn cảnh sáng tác, đề tài, chủ đề và bố cục. Thì các thầy cô cũng sẽ zoom đến từng phần. Hoàn cảnh sáng tác thì cũng sẽ liên quan đến từng cái phần nội dung một để cho học sinh thấy được toàn cảnh. Sau đó đến từng phần. Zoom đến đề tài và chủ đề. Và phần cuối cùng của mình là sẽ zoom đến bố cục. Thì đây là cái chức năng mà các thầy cô có thể sử dụng, chức năng zoom ở trong PowerPoint. Thì cái quy trình thực hiện, các thầy cô sẽ nhìn thấy cái quy trình thực hiện như sau. Đầu tiên là bước 1 là mình sẽ tạo được các cái slide trình chiếu. Mình sẽ tạo các slide trình chiếu như bình thường. Nên là ở đây nó sẽ có đầy đủ các nội dung nhé. Các thầy cô sẽ nhìn thấy nó có đầy đủ nội dung này. Đầu tiên vẫn là cái slide tác giả này. Sau đó đến slide giới thiệu về nhà thơ này này. Sau đó đến tác phẩm. Đấy. Các slide mình vẫn chuẩn bị bình thường, tất cả như bình thường. Là tạo các slide trình chiếu xong thì mình chuyển sang bước thứ hai. Bước thứ hai là mình sẽ một cái slide tổng hợp ban đầu ấy, trên cùng ấy, để chèn zoom. Mình sẽ chuyển lên trên cùng để mình tạo một cái slide tổng hợp. Đây được gọi là một cái slide tổng hợp. Ở bước thứ hai là tạo một cái slide tổng hợp, tức là cái slide trống ban đầu trên cùng ấy, để tạo một cái slide tổng hợp. Sau đó thì tại cái slide tổng hợp đó thì mình sẽ vào trong mục là Insert Zoom Slide Zoom và chọn các cái slide cần zoom tới. Đó, các thầy cô sẽ cùng thực hành nhé. Mình sẽ đặt một cái ở cái slide này. Các thầy cô sẽ vào trong cái phần home đi, new slide, các thầy cô chọn cái blank đi, slide trống nhé. Slide trống hoàn toàn để các thầy cô sẽ thử thực hành cái phần slide zoom. Các thầy cô vào new slide này, chọn mục blank để tạo một cái slide trống hoàn toàn đi để mình sẽ thực hiện cái phần này. Đây là sau khi các thầy cô đã tạo được hết các cái slide nội dung này rồi thì bây giờ mình sẽ tạo một cái slide tổng hợp phía trên cùng. Thầy cô vào Insert, các thầy cô sẽ nhìn thấy có mục là Zoom. Trong phần này nó sẽ có mục là Slide Zoom. Đấy. Thì các thầy cô nhấn vào, mình sẽ nhìn thấy trong đây một danh sách các cái slide đã có sẵn. Mình sẽ lựa chọn xem là mình sẽ đưa các slide nào. Đây. Mình sẽ đưa tác giả này. Đấy. Tất cả những cái slide nội dung đã soạn rồi, bây giờ muốn đưa lên trên slide tổng hợp. Đấy. Thì các thầy cô sẽ lựa chọn các slide đó, sau đó Insert vào. Sau khi insert xong thì bây giờ các thầy cô sẽ là sắp xếp bố cục lại, đúng không? Sắp xếp bố cục lại thôi. Mình sẽ đưa cái phần tác phẩm này, đấy, đưa cái phần tác giả đây. Đấy, đây là tác phẩm, đây là tác giả này. Sau này đến tác phẩm này, các thầy cô luôn luôn lưu ý là giữ phím shift trong khi kéo nhé, và sẽ kéo ở phần góc. Đấy, rồi các thầy cô sẽ đặt những cái slide nhỏ này. Những cái slide nhỏ này mà thấy nó cũng tương đối lớn rồi thì các thầy cô sẽ thu nhỏ lại một chút cũng được. Nên để các thầy cô sẽ sắp đặt ở các cái vị trí cho nó phù hợp. Vẫn thấy nó lớn thì mình sẽ lại thu nhỏ tiếp. Làm thế nào để có thể sắp được vào đúng các cái vị trí mà mình mong muốn. Thì khi mà mình chèn lên cái slide tổng hợp này xong ấy thì các thầy cô sẽ thấy là nó xuất hiện thêm một cái menu nữa cho mình, đấy là menu zoom.
để quản lý được cái hiệu ứng này. Thì trong cái hiệu ứng này thì các thầy cô sẽ thấy là nó sẽ có một cái phần, tức là zoom background, có nghĩa là khi mà các thầy cô đang để hiển thị này, nó đang có một cái đường viền của cái zoom này, các thầy cô nhấn vào zoom background thì nó sẽ hiển thị là cái phần zoom này nó sẽ trùng với cái màu nền của cái slide và các thầy cô đang vừa tạo. Thì mình sẽ nhấn vào zoom background này, thì nếu mà đang là màu trắng này thì cũng không vấn đề đâu. Nên các thầy cô thấy là nó lớn lên nhá, thì các thầy cô thấy là nó sẽ có đường viền này, nó có đường viền của cái slide zoom này. Các thầy cô không muốn thì mình sẽ nhấn zoom background thì nó sẽ mất cái đường viền đó, thầy cô nó tự mất. Hiện tại đang có này. Đấy, zoom background thì nó sẽ mất đi này. Tức là cái này nó trong cái trường hợp mà trên slide của thầy nó có những thầy cô nó có những cái màu nền khác. Đấy, thì các thầy cô muốn là nó trùng với màu nền thì các thầy cô sẽ nhấn vào zoom background thì nó sẽ trùng với cái màu nền thôi. Còn đây đang là màu trắng rồi thì các thầy cô cũng không cần thiết phải phải thay đổi. Phần tiếp theo là trên nhấn vào chọn vào cái slide đó và mình sẽ chọn cái chức năng là return to zoom, có nghĩa là sau khi mình trình chiếu xong cái slide đó nó sẽ quay trở lại cái slide ban đầu, slide tổng hợp này. Slide to zoom này, tức là nó sẽ quay trở lại slide zoom đấy. Như chúng ta thì cô sẽ nhấn tích vào return to zoom, các thầy cô sẽ nhìn thấy nó có một cái dấu mũi tên này quay ngược trở lại, có nghĩa là sau khi mình trình chiếu xong đấy, nó sẽ quay từ đến cái slide 24 nhé. Đây là zoom đến slide 24 này, zoom đến slide 25, zoom đến slide 26, nhưng nó sẽ có cái mũi tên quay ngược trở lại, và ở những cái slide khác các thầy cô sẽ không quan sát thấy nó sẽ có mũi tên quay ngược trở lại, đúng không ạ? Như vậy là khi mà mình muốn là sau khi đến trình chiếu này xong nó sẽ quay trở lại slide tổng hợp thì các thầy cô sẽ phải nhấn chọn vào mục Return to Zoom. Chọn cùng một lúc tất cả các slide. Đây nó cũng sẽ chọn cùng lúc, chọn từng cái slide một. Return to Zoom. Này, bây giờ mình sẽ trình chiếu nhé. Mình chiếu. Tác giả này, đấy, nó sẽ zoom đến cái slide số 24 này, sau đó nó sẽ quay trở lại slide tổng hợp và tiếp tục đến slide số 25 này. Nó quay trở lại slide ban đầu này, đấy, tiếp tục. Đấy, zoom đến slide tiếp theo này. Đấy. Như vậy đây là cái chức năng slide zoom để cho thấy là mình sẽ nhìn thấy được một cái tổng quan. Đấy, sau đó là sẽ zoom đến từng cái phần mình. Đó, thì cái chức năng zoom này là một cái chức năng mà các slide hiện đại bây giờ cũng hay sử dụng tới. Và cái này cô cũng có thể là quan tâm để phát triển cho những cái bài giảng phía sau của mình. Này, các thầy cô cũng có thể quan sát cái chức năng slide zoom mà cũng được phát triển, ví dụ ở đây trong một cái phần này thì các thầy cũng vấn các thầy cô có nhìn thấy cái nền phía sau, cái nền phía sau nó đang di chuyển di động đúng không ạ? Đấy, thì đây là người ta cũng đã chèn một cái video background nền đấy ạ. Sau đó là người ta đưa một cái shape, hoặc là người ta có thể thay, như vừa rồi nói là thay đổi cái màu của, tức là cái độ sáng tối của cái video này, cho cái video nó tối đi, để khi mà mình chèn năm cái bốn cái đối tượng mà shape này lên ấy, thì nó sẽ được nổi bốn cái đối tượng này lên trên cái nền của background là video đúng không ạ? Sau khi mình sẽ giới thiệu cho Si là sẽ có bốn cái đối tượng chức năng như thế này. Đó, sau đó mình sẽ zoom này, các thầy cô sẽ nhìn nhé, từng cái option một. Option 1 này, nên nó sẽ zoom đến cái option 1 này. Quay trở lại này, slide tổng hợp đấy. Sau đó là nó sẽ zoom đến slide số 2, option thứ 2. Đơn giản là phía đằng sau nó chỉ là cái video, cái hiệu ứng video thôi. Tiếp theo là nó sẽ có chèn các cái shape vào thôi đúng không ạ? Đây là chèn các cái shape. Cái hình cái cốc này là cái icon ấy, các bạn nhé, cái icon tất cả những cái nội dung là các cái đối tượng này thì mình đã đều học từ giờ hôm qua cái cách chèn các cái đối tượng như thế nào, cách mình sẽ sắp xếp bố trí bố cục các cái đối tượng đó ra làm sao thì giờ hôm qua đã học rồi, thì mình sẽ vận dụng trong cái bài giảng của mình như thế nào vậy? Option thứ ba và zoom trở lại và tiếp tục mình sẽ option thứ tư. Thì cái này cũng khá là hay sử dụng trong các cái bài thuyết trình sau này, mình cũng có thể để sinh viên của mình
ví dụ nhất là sinh viên địa lý sau mà ra có gọi là dẫn khách du lịch chẳng hạn, cho học sinh cho thuyết trình giới thiệu về các cái danh lam thắng cảnh chẳng hạn, những cái đơn thì mình đều sử dụng được những cái file thuyết trình như thế này cũng rất là hợp lý, thu hút được người nghe. Thì ở đây các thầy cô thấy là mình cũng đã lựa chọn, mình cũng đã thiết kế tất cả các cái slide này mình thiết kế bình thường đúng không? Tất cả bốn cái slide mình thiết kế bình thường. Sau đó là mình sẽ tạo ra một cái slide tổng hợp, slide option tổng hợp ở đây. Đấy. Và mình sẽ nhấn vào insert zoom để đưa được bốn cái slide này lên. À, các thầy cô sẽ lưu ý, các thầy cô sẽ thắc mắc là tại sao mà mình insert zoom ở đây, nó sẽ không hiển thị toàn bộ cái slide giống như là ở đây nhá. Các thầy cô sẽ để ý này, ở trên slide tổng hợp này các thầy cô thấy là khi mình chèn thì nó là nguyên cả một slide xuất hiện ở đây đúng không? Thế tại sao ở cái slide này khi mình vẫn chèn slide tổng hợp nhưng nó lại có chỉ xuất hiện được cái hình của option 1 thì thôi này, chỉ hiện cái hình option 2 thôi mà không phải toàn bộ slide này. Đấy, thì các thầy cô sẽ để ý xem sang sao nha. Ví dụ em sẽ bỏ cái phần này được. À, mình sẽ là insert này, zoom, slide zoom. Mình sẽ chọn đến slide số 33 nhé. Các thầy cô sẽ nhìn, mình sẽ chọn đến slide số 33. Đây, slide này. Thì khi mình insert vào thì các thầy cô thấy là đấy nó nguyên slide nhé, nó nguyên slide chứ nó không phải là một cái option. Thế thì bây giờ để mà thay đổi á, để cho nó hiển thị chỉ là một cái option thôi ấy, thì các thầy cô sẽ lưu ý giúp em là mình sẽ thay đổi bằng cách các thầy cô sẽ phải lưu riêng cái option này ra trở thành một file ảnh. Nên các thầy cô sẽ lưu này, save as picture, có nghĩa là cái option này trở thành một cái picture. Ví dụ các thầy cô sẽ lưu nó là picture mode đi, để nguyên thế nên cho dễ hình dung. Lưu nó thành một cái file ảnh rồi thì ở trong cái option này này đấy, khi mà slide tổng hợp zoom này, các thầy cô đã lưu nó thành như thế rồi và trên cái email của nó, trên cái hình ảnh, thay đổi cái hình ảnh, Không nghe được không? change email, các thầy cô nhấn change email from file và chọn đúng cái hình ảnh mà mình vừa mới lựa chọn đấy. Đấy. Đấy thì các thầy cô thấy nó xuất hiện trở thành cái option 1 chứ nó không phải là nguyên cái slide nữa. Đấy, nhưng mà khi các thầy cô để nhé, để nguyên này, các thầy thấy nó có cái đường viền đúng không? Đấy, có cái đường viền xung quanh nó lại không đẹp nữa. Thì như vừa rồi em nói là chúng ta sẽ chọn cái zoom background này. Này nó sẽ tệp luôn vào cái background của mình. Lúc này nó chỉ còn mỗi cái option 1 này thôi. Làm tương tự như vậy cho bốn cái option thì các thầy cô sẽ được một cái slide tổng hợp và nó sẽ tương ứng với bốn cái option như vậy. Ở đây cũng là một cái hiệu ứng nâng cao thôi. Thế nên là nếu như thầy cô nào mà đã cài đặt rồi và mong muốn là mình có thể học thêm được cái phần này cho các cái phần thuyết trình sau, hoặc là mình có thể hướng dẫn cho sinh viên luyện tập các cái phần thuyết trình ấy, thì các thầy cô có thể xem lại và thực hành lại cái phần nội dung này. Và trong quá trình thực hành có nội dung gì khó thì các thầy cô vẫn có thể là trao đổi inbox để em có thể hỗ trợ thêm các thầy cô. Bởi vì nếu như bây giờ chưa có để thực hành ngay thì cũng khó có thể đặt thêm được các câu hỏi gì khác ngay. Nên là nếu mà trong quá trình mà các thầy cô sau này các thầy cô cài đặt mà các thầy cô thực hành có vướng mắc gì thì các thầy cô sẽ tiếp tục trao đổi ạ. Phần một cái hiệu ứng tiếp theo, một cái hiệu ứng này nó cũng rất hay mà mình cũng có thể áp dụng được trong các cái bài giảng của mình, đấy là hiệu ứng trigger. Hiệu ứng trigger thì cũng các thầy cô cũng quan sát cái hiệu ứng trigger ở đây là như thế này. Các thầy cô sẽ đưa vào từng cái nội dung này nhé. Đấy, thay vì cái việc là nó sẽ xuất hiện này, các thầy cô sẽ nhấn này. Đấy, nó sẽ xuất hiện, nhấn vào từng đối tượng thì nó sẽ xuất hiện. À, thì cái hiệu ứng đây là hiệu ứng trigger. Ví dụ như các thầy cô sẽ nhìn thấy là đây là có cái hình em bé chẳng hạn. Đối với giáo viên tiếng Anh dạy về khi mà muốn dạy về body part chẳng hạn thì nhấn vào hình cái mắt này, đấy, nhìn tay trỏ này thì nó xuất hiện ra từ khóa. Ví dụ như mình muốn nhấn vào cái tóc này nó xuất hiện ra. Đấy.
Đấy, thì cái khi mà cho học sinh học về cái phần này, muốn nhấn vào từng cái bộ phận trên cơ thể, khuôn mặt chẳng hạn đấy, thì các thầy cô sẽ nhấn thì nó mới xuất hiện ra cái từ khóa. Thì đây cũng là một cái cách mà các thầy cô sẽ sử dụng cái hiệu ứng trigger cho một cái phần nào đó. À, ví dụ như ngay cả giáo viên địa lý chẳng hạn nhé, các thầy cô sẽ để ý. À, ví dụ như là em tích vào từng cái vị trí ở trên cái khung hình này, ví dụ phần nhấn vào phần đại từ này, đấy, thì nó mới xuất hiện ra được các cái thông tin. Đấy, thông tin của cái vị trí này, ví dụ như là xuất hiện về đồng hỷ nhá, thì sẽ xuất hiện thông tin về đồng hỷ. Đấy. À, thì đây cũng là một cái phần khá hay cho cái việc là các thầy cô có thể áp dụng ở trong cái bài của mình, trong cái bài giảng của mình, và trigger vào từng cái phần, một cái phần cụ thể nào đó. À, thì quy trình sẽ thực hiện như sau, các thầy cô sẽ để ý cái quy trình. À, bước một là các thầy cô sẽ tạo các cái shape và các cái text tương ứng, các cái tạo các cái shape và các cái text tương ứng. À, cụ thể ở đây các tôi sẽ nhìn thấy là ở trên cái body part này mình sẽ tạo hai cái shape, hai cái shape ở đây nhé. Một cái shape là về cái hình cái mắt này này. Okay. Sau đó là mình sẽ tạo các cái shape chỉ này, sau đó là textbook book này. Đấy. À, tương tự như vậy với cái hình bản đồ này cũng vậy này, mình cũng sẽ tạo từng cái shape. Em các thầy cô sẽ nhìn đây này. Em sẽ thay đổi nhé, các thầy cô sẽ nhìn thấy hiện tại đang là một cái shape trắng đấy, mình thay đổi. Đang để cái transparency rất là mờ đấy. Đấy, mình để nguyên này, đây là một cái shape đấy, đấy mình chèn một cái shape vào, transparency làm mờ nó đi, mờ hẳn đi, sau đó là đưa vào cái vị trí đúng cái vị trí đại từ này. Rồi. Như vậy là cái bước một, cái quy trình bước một là mình sẽ tạo các cái shape và các cái text tương ứng. Bước thứ hai là tạo cái hiệu ứng xuất hiện cho text. À, thì mình sẽ thực hành từng cái bước này một nha các thầy cô nha. À, các thầy cô sẽ nhấn vào slide tiếp theo này, mình sẽ tạo. Rồi các thầy cô sẽ muốn là tạo hiệu ứng nhé, để chỉ ra hair nhé, thì các thầy cô sẽ lại như sau, vào insert này, shape này, và các thầy cô sẽ chọn cái đường là free form này này, có nghĩa là các thầy cô sẽ tự vẽ lên một cái hình nào đó. Rồi, thì nó sẽ tạo ra hình cái bút này. Thì các thầy cô sẽ vẽ, mình sẽ vẽ một cách tương đối thôi, không cần phải chính xác, bởi vì là cái con trỏ của mình sẽ chỉ trỏ vào trong cái phần nội dung mà mình vẽ mà. Thì nó xuất hiện cái bàn tay, thế nên là các thầy cô cứ giữ phím trái chuột và vẽ. Vẽ vào một cái hình. Đấy. Các thầy cô sẽ sử dụng nhấn phím trái chuột nha, trong khi vẽ. Cứ vẽ làm sao nó thành một cái hình, một cái đường như thế này là được, không cần phải chính xác. Rồi, đến cái vị trí đầu tiên thì nó sẽ thay đổi màu, thì các thầy cô biết rằng là mình đã hoàn thành xong được cái phần này. Đây là chèn xong được một cái shape. Rồi, và bây giờ mình sẽ sử dụng cái chức năng transparency để các thầy cô làm mờ hẳn cái shape này đi. Làm mờ hẳn cái shape này, xin làm mờ hẳn cái shape này. Cái đường line thì các thầy cô để là no outline nhá, nó không có đường viền bên ngoài của cái shape này nữa. Rồi và transparency các thầy cô để nó là 100%, có nghĩa là nó mờ hết đi như này, nó không thể nào mình nhìn thấy cái hiệu ứng đấy nữa. Cô làm đến bước này chưa ạ? Mình sẽ insert này, shape. Chọn cái chức năng là free form để mình tự vẽ lên một cái hình, một cái shape cho một cái đối tượng nào đấy mà mình muốn trỏ tới. Sau đó sử dụng chức năng transparency để làm mờ hẳn cái shape này đi, là không nhìn thấy cái shape này nữa. Và các thầy cô cũng lưu ý là nhớ là cái mục shape outline thì để chế độ là no outline để nó sẽ không có cái đường viền xuất hiện. Bước tiếp theo là mình sẽ chèn đó, để chèn cái mũi tên. Chèn cái mũi tên để mình sẽ chỉ cái đối tượng này. Giữ phím shift xong khi kéo để cho nó thẳng. Tăng kích thước lên. Rồi, sau đó mình sẽ insert tiếp một cái textbook ở đây. Các thầy cô muốn là nó cái chữ này nó giống chẳng hạn nhé, đấy thì các thầy cô cũng sẽ sử dụng cái chức năng format painter này, nhấn luôn vào đây để mình không cần phải định dạng lại nữa. Đấy.
home này, trong cái hình cái sơn này, cái chổi sơn này, format painter, nhấn vào đây để paste luôn vào cái đối tượng này đấy, để mình không cần phải thực hiện lại định dạng lại nữa. Rồi các thầy cô cũng copy, tức là sẽ chọn hai cái đối tượng này, group nó trở thành một thôi, đỡ mất công phải chuyển thành hai đối tượng. Hoặc là các thầy cô tùy nhé, tùy thôi, em chỉ group, các thầy cô hoàn toàn có thể là cho từng đối tượng xuất hiện cũng được, mũi tên xong rồi đến chữ cũng được, không vấn đề gì. Nên như vậy là mình đã xong được cái bước 1, là cái bước là tạo shape và các cái tách tương ứng. Này, shape ở đây là cái hình cái tóc, và ở đây mình sẽ có được ở đây. Đấy. Sau khi tạo xong được ở đây xong rồi, sau cái bước này xong rồi nhá, chuyển sang bước thứ hai là cái bước mà sẽ tạo hiệu ứng xuất hiện cho text. Này, tạo hiệu ứng xuất hiện cho text, nên cái text là cái phần này. Nên mình sẽ tạo hiệu ứng xuất hiện là vào trong animation để tạo một cái hiệu ứng. Đấy, thì tùy các thầy cô sẽ lựa chọn hiệu ứng, ví dụ ở đây em chọn là with này. Đấy, nó sẽ xuất hiện từ bên trái sang. Đấy. Vậy là mình đã xong cái bước thứ hai là tạo hiệu ứng xuất hiện. Đến cái bước thứ ba này, ở trong mục Home Arrange Selection Pane này để thay đổi tên cho shape. Tức là ở đây mình đã có một cái shape này rồi, nhưng mà mình cũng không biết cái tên cái shape đó là cái gì. Thế do đó là mình sẽ thay đổi một cái tên làm sao cho nó dễ nhớ. Thì các thầy cô vào trong cái mục Home Arrange đó, thì mình sẽ nhìn thấy cái mục là Selection Pane đó, và khi mình nhấn vào đây thì sẽ nhìn thấy cái tên của nó đang là freeform này, shape 1. Thì các thầy cô để cho dễ nhớ ấy, thì các thầy cô có thể thay đổi cái tên shape này ở đây. Ví dụ như đây mình đang có một cái shape là ai, thì mình có shape một cái shape nữa ở đây là để cho nó dễ nhớ thôi. Nó tương ứng với nhau, cái shape này nó tương ứng với cái chữ nào thì mình sẽ có cái tên cho nó tương ứng để cho nó dễ nhớ. Thì như vậy là cái shape này lúc này nó sẽ có cái tên là như thế này rồi. Cái shape này nó sẽ có tên là như thế này rồi, là ai. Đấy. Đây là hai cái shape. Như vậy là xong được cái bước thứ ba, là cái bước mà mình sẽ thay đổi cái tên cho đối tượng là shape. Thì sau đó các thầy cô sẽ chuyển sang bước thứ tư. Mình sẽ chọn cái text nhé, chọn cái text và trong cái animation này, trigger on click thì sẽ chọn đến cái shape mà mình cần liên kết tới. Các thầy cô sẽ làm như sau. Mình sẽ chọn cái shape mà mình vừa mới lựa chọn hiệu ứng ấy, trong animation này. Phần trigger các thầy cô sẽ nhìn thấy cái mục là trigger. Vẫn cái hiệu ứng đó nhé, nhưng có thể cô lựa chọn phần trigger này, on click up đó, thì ở đây nó có một số các cái shape đấy. Thế thì nếu như mình không đặt tên thì mình sẽ không biết là mình sẽ muốn liên kết đến cái shape nào, đúng không? Nhưng bởi vì các thầy cô vừa thay đổi cái tên shape rồi, thế là mình biết là mình cần liên kết đến cái shape nào. Thầy cô sẽ nhấn chọn vào đây. Nhìn như vậy là mình đã hoàn thành. Lúc này chỉ việc là nhấn vào một cái shape này, nó có hình tay trỏ này, nó sẽ xuất hiện ra hiệu ứng. Nhấn vào cái mắt này, đấy, các thầy cô chỉ cần đưa ngón đến ngón tay trỏ thôi, nó có ngón tay trỏ này, đấy, nó sẽ xuất hiện cái hiệu ứng mắt. Giờ như vậy là tương tự như vậy, các thầy cô hoàn toàn có thể thêm vào ở đây những cái shape khác nữa để có thể chỉ cho học sinh từng các cái phần như vậy. Cái này cũng khá là hay nếu như áp dụng với giáo viên, các thầy cô ở bên mầm non hay là tiểu học, đúng không ạ? Thì các thầy cô có thể ứng dụng vào trong cái bài học của mình khá sinh động. Tương tự như vậy nhé, các thầy cô sẽ thực hành với cái bài như thế này. Ví dụ mình muốn là tạo một cái shape cho chỉ cái phần, một cái phần ở đấy nhé. Ở đây các thầy cô sẽ vào insert này, shape vào mục freeform này. Đấy, các thầy cô cũng sẽ vẽ này. Vẽ đến cái vùng mà mình muốn trình bày tới. Đấy. Ở trên bản đồ có cái vùng này đấy, thì mình sẽ vẽ, các vẽ cũng tương đối đấy, vẽ thành một cái shape cứ đến cái điểm đầu nối điểm cuối nối với điểm đầu đấy. Đây em chưa thấy cái điểm đầu, mình chưa nối được là nó sẽ không bắt được, nó sẽ không bắt được đến được hình tạo thành một cái shape được. Thầy cô sẽ vẽ làm sao để cho cái điểm điểm mình bắt đầu, các thầy cô có thể là lùi ra một tí này để mình nhận ra đây là cái điểm điểm đầu.
Đấy. Mình sẽ bắt được vào cái điểm đầu tiên này thì nó sẽ tạo ra được một cái hình shape. Đúng rồi, no outline. Rồi. Và các thầy cô cũng tương tự như vậy, sẽ chọn là cái transparency là không có màu sắc như vậy. Và mình sẽ vào trong một room arrange selection pane để các thầy cô sẽ thay đổi cái tên của cái shape này. Ở đây em đang có này, Phú Bình này, Đồng Hỷ này, Phổ Yên, Phú Lương này. Đấy. Thì mình sẽ thay đổi như cái thầy cô đây thêm nó đây là cái shape này của mình là đại từ. Đấy, để mình biết rằng là mình sẽ có những cái shape như vậy. Ở đây cái shape này khi mình nhấn thì mình sẽ phải liên kết đến cái shape đại từ. Đó, mình sẽ có cái textbook ở đây như này là tạo hiệu ứng này, mình sẽ tạo hiệu ứng là xuất hiện này. Sau đó trong cái phần trigger on click mình sẽ chọn vào cái từ là cái shape là đồng hỷ. Thì như vậy khi mình nhấn vào đồng hỷ thì cái text này nó mới xuất hiện. Đó, thì cô sẽ để ý. Mình sẽ nhấn vào cái mục là đại từ như này. Nó có bị trùng không? À, phải liên kết đến đại từ. Đấy, liên kết đến đại từ, nhấn vào đại từ, cái textbook này xuất hiện. Các thầy cô đã thực hiện được cái phần trigger chưa ạ? Trong quá trình thực hành mà có khó khăn gì thì các thầy cô cứ trao đổi luôn nhé. Các thầy cô cứ trao đổi xong có gì em sẽ dừng lại để giải thích tiếp cho các thầy cô. Thì mình sẽ thực hành được luôn. Về cái nội dung về phần PowerPoint thì sẽ được giới thiệu từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì nó sẽ có những cái hầu hết là những cái phần nội dung cơ bản nhất thì đã giới thiệu với các thầy cô liên quan đến tất cả các cái phần các cái hiệu ứng nữa, đây là cái phần hiệu ứng nâng cao nữa rồi. Thì đây là toàn bộ những cái phần mà các thầy cô có thể áp dụng để thiết kế một cái bài PowerPoint của mình. Thế thì